chia sẻ kiến thức khoa học một cách rộng rãi là cách chúng ta giải quyết những vấn nạn mà nhân loại hiện đang đối mặt, như thay đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực, suy thoái môi trường, khan hiếm tài nguyên và dịch bệnh. Những điều này kêu gọi sự chia sẻ kiến thức khoa học giữa hàng tỷ người để truyền đạt khoa học một cách thực tế đến một thế giới nơi rất nhiều người vẫn có rất ít hoặc không có khả năng tiếp cận với kiến thức hoặc công nghệ tiên tiến. Cũng trong cùng một mục đích chung, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thường Vũ luôn vui vẻ chia sẻ những kiến thức y khoa của ông mỗi khi về thăm Việt Nam và có lời mời của các học viện y học trong nước. Trong đại dịch COVID-19, tiến sĩ bác sĩ Vũ đã có những đóng góp với làng khoa học quốc tế với các nghiên cứu của ông về nguồn gốc của virus gây ra đại dịch COVID-19, cơ chế sinh bệnh của loại virus đặc biệt này, nguyên nhân gây tử vong và phương cách chữa trị để giảm thiểu tử vong. Video này là nguyên bản bài nói chuyện của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thường Vũ tại buổi tọa đàm về đề tài COVID-19 và hậu COVID được tổ chức bởi các viện y dược Việt Nam tại Hà Nội. Hiện nay, nhiều bệnh nhân sau khi nhiễm COVID-19 đã gặp các triệu chứng tồn tại dai dẳng, thậm chí phải quay trở lại bệnh viện để điều trị. Tình trạng này có thể... Vâng, lúc này trước tình hình của dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát thì sự quan tâm của người dân đang dần chuyển sang việc hướng đến việc chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19. Do vậy, Hội Nam Y Việt Nam cùng với Viện Nghiên cứu Ứng dụng Y học Dân tộc và Dưỡng sinh Việt đã tổ chức buổi tọa đàm chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 năm 2022. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy thuốc nhân dân giáo sư tiến sĩ Trương Việt Thành, phó chủ tịch thường trực Hội Nam y Việt Nam, chủ tịch hội đồng sáng lập CGH. Tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Phạm Thanh Kỳ, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội. Tôi xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thượng Dung, nguyên hiệu trưởng Viện Dược liệu. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Sơn Hà, Tổng thư ký Hội Nam Y Việt Nam. Tôi xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kình, cố vấn cao cấp Bệnh viện Bạch Mai, cố vấn cao cấp Viện Nghiên cứu Trung học Dân tộc và Dưỡng sinh Việt. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhà nghiên cứu y học phương Đông Nguyễn Thái Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Học Dân tộc và Dưỡng sinh Việt. Tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ, một nhà nghiên cứu về y học ở California, có nhiều đóng góp về y khoa trong nước và quốc tế, tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thủy Phương, học viện y khoa học cổ truyền Việt Nam. Tôi xin trân trọng giới thiệu võ sư Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc trung tâm tiền viện Viện Nghiên cứu Ứng dụng Học Dân tộc và Dưỡng sinh Việt. Tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, trưởng phòng nghiên cứu ứng dụng thuốc nam Viện Nghiên cứu Ứng dụng Y học Dân tộc và Dưỡng sinh Việt. Chúng ta tọa đàm về hậu COVID. Hậu COVID ở đây chúng ta thấy như này, không phải là chúng ta trao đổi có tính chất thông thường, mà tôi nghĩ rằng là đây là cái cách nhìn của chúng ta, tức là cách nhìn của những người làm khoa học trong nước và những người mà làm khoa học ở nước ngoài, cụ thể là ở Hoa Kỳ. Thì chúng ta có một điều rất may, tức là chúng ta trao đổi những cái tầm nhìn của Việt Nam và thế giới, thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có một cái vùng mà chúng ta trao đổi những cái nhà khoa học Việt Nam trong thế giới. Dạ, chào tất cả các bạn đồng nghiệp. Hồi nãy giờ mình có nghe về cái nhìn về cái COVID, về cái nhìn của Tony và Nam. Mình thật sự mình cũng rất là interested về cái này từ lúc mà tôi còn nghĩ đó. Năm 1983 tôi còn nghĩ á, tôi đang thanh nguyên cái bộ sách đầu tiên của Việt Nam mình về mấy cái thuốc nam đó, 10 cuốn sách, chắc thầy ở đây ai cũng còn nhớ cái đó là 1983 đó. Thành ra mình cũng có nghiên cứu cái đỉnh như vậy. Và khi tôi quan niệm á, thì mình lại mình đi học trường y khoa. Và lúc đó tôi thấy đầu tiên rồi thăm cái tôi học cử nhân, rồi tôi học bác sĩ, rồi tôi học tiến sĩ, vân 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 vân. Và tôi làm nghiên cứu về y sinh hóa Tây Y từ năm 1989 đó. Thì bây giờ mình nói chuyện về cái vấn đề
mà cái COVID nhìn về COVID với những cái khán giả khoa học của thế giới thì đến ngày hôm nay đó có khoảng chừng hơn 190.000 publication về khoa học về cái COVID. Thì trong cái lịch sử hôm qua đã chưa bao giờ có một cái căn bệnh mà có cái mức độ mà khám phá khoa học nhiều như vậy. Rồi cái lúc mà tôi bắt đầu nhảy vô mà nghiên cứu về COVID á, thì đó là vào tháng 1 năm 2021. Thì cái lúc đó cái lý do nhảy vào nghiên cứu đó là tại vì có những cái controversy, những cái tranh luận về cái nguồn gốc của COVID. Ngày xưa tôi nghĩ đó, tất cả những vấn đề mà dịch bệnh á, thông thường nói chỉ từ thiên nhiên nó ra chứ không có gì lạ hết, thành ra là không để ý. Nhưng đến khi có những cái vấn đề tranh luận nó ra rất là nhiều rồi đó, thì bắt buộc mình nhà khoa học thì mình có bổn phận mình phải vào tôi nghiên cứu về cái đó là về cái nguồn gốc của COVID. Rồi cho đến tháng 8 năm 21 đó, thì lý do tôi nhảy vào tôi nghiên cứu về cái pathogenesis là cái nguyên lý về sinh bệnh của cái COVID đó, là tại vì lúc đó Việt Nam rất nhiều quá. Việt Nam phát được cái giai đoạn mà COVID đầu tiên, nó có cái lý do của nó, tôi sẽ giải thích cho quý vị. Và cho tới cái tháng 7 đó thì có cái đợt mà Delta thứ nhất đó thì Việt Nam mình chết khá là nhiều. Dạ. Rồi sau đó đó khi cái quay nó xuống rồi qua cái quay thứ hai đó thì cái mình lại bị tiếp tục cái Delta. Và cho tới cái cuối tháng 1 đó thì cái đợt thứ hai đó thì cái mức độ mà chết trên cái mức độ người nhiễm nó giảm đi, giảm đi hơn nữa. Đó nó cũng do tính do của nó. Rồi như vậy đó thì bây giờ cái gì mà người ta đã biết rồi về vấn đề COVID thì trong cái khoảng thời gian ngắn như vậy đó, tôi chỉ muốn nhấn mạnh hai cái điểm. Điểm thứ nhất đó là cái nguồn gốc của COVID, cái con virus từ đâu nó ra là điểm thứ nhất. Thì một nhà khoa học đó, cái nguyên tắc mà tôi làm việc đó thì không có hearsay, tức là mình làm việc của khoa học thì không phải là mình nghe những người ta đều những cái lời đồn đại. Đó, tại vì tất cả những người tôi nghe thế này, tôi nghe thế nọ, tất cả những điều đó đều không có một cái giá trị gì hết, nó phải có cái kiểm chứng. Đó, thì cái cách mà tôi làm việc đó là tôi đọc lại tất cả những cái nghiên cứu có dính dứt tới cái SARS-CoV-2 virus, tức là cái giống virus đầu tiên nó gây ra bệnh đó. Cái coronavirus mà nó gây ra bệnh trước năm 2003 đó thì có hai cái loại coronavirus và được biết là nó chỉ gây cảm cứng thôi đó. Thì tới 2002, tháng 11 đó, thì cái loại coronavirus mà gây ra cái bệnh phổi đó có tính đó, đầu tiên ở quý vị nhớ là cái sản xa năm 2001 năm 2002 đó, mặc dù người ta nói là cái nó qua 2003 nhưng mà lúc đó là 2002 thì cái trận dịch đó đó, cái con virus đó nó nhiễm khoảng chừng 8.000 người và nó giết khoảng chừng 10% của cái số người nhiễm đó. Và sau đó nó biến đi, thì cái lý do nó biến đi cũng đó tính giờ tôi sẽ giải thích cho quý vị. Tháng 10 cho tới năm 2012 tới năm 2012 đó thì mình có cái loại virus thứ hai cũng gây ra chết người mà cũng gọi là virus, và cái virus mà gây ra cái dịch ở Trung Đông đó, thì cái đó nó giết đến 35% cái số lượng người mà bị nhiễm thì nó cũng được mất đi và cái khay gì nó còn rất ít. Và cũng thời gian đó, đó thì có một cái con virus thứ ba và cái document đó, nó rất là rõ ràng và tôi nghĩ rất ưu tiên dựa trên tất cả những cái nghiên cứu mà tôi có trên những cái văn bản và những nghiên cứu của Trung Quốc và các cái đại học khác đó, thì tôi tin đó là nó có liên hệ tới cái virus mà gây ra cái bệnh dịch lần này đó. Thì cái virus mà năm 2012 đó nó xảy ra trong một cái hang mỏ ở Morton ở Vân Nam. Thì cái hang mỏ đó, đó những người dơ nó vào trong đó, nó cũng vẫn trong đó, thì trong cái hang dơ đó đã được người ta nghiên cứu và người ta biết là cái giống dơ mà mang cái loại virus mà gây ra bệnh năm 2002 thì cái loại mà dơ đó nó có vẫn trong cái động đó. Thì cái sự kiện nó xảy ra như thế này, chúng ta có sống người tò mò họ vào họ làm việc ở trong đó và họ nhiễm cái loại virus đó và họ lây lẫn nhau, và sống người thợ mỏ đó đã được chữa ở cái bệnh viện ở của trường đại học ở Phú Minh. Thì cái document về cái này đó nó nằm trong một cái thesis, một cái luận án về thạc của thạc sĩ của ông bác sĩ Minh Xu. Bây giờ thì cái văn bản đó đã được công nhận bởi cả chính phủ Tàu và cái làng khoa học thế giới.
và cô cũng đón cái văn bản đó, và cái văn bản đó nó mô tả rất là cặn kẽ về 6 người bệnh đó và cái thứ gì đó đã bị nhiễm đó. Thì tôi tóm tắt là như thế này, cái virus đó được đưa tới cái viện nghiên cứu ở quân đội ở Thành Đô, và cái việc nhớ cái lực lượng Thành Đô là cái lực lượng mà nó qua nó xâm chiếm Việt Nam năm 1979 đó. Và cũng cái con virus được đưa lên Bắc Kinh, và cái mẫu mà bệnh nó được đưa tới cái viện nghiên cứu Vũ Hán. Và tôi nghĩ cái viện nghiên cứu về virus Vũ Hán đó là một cái viện nghiên cứu đó, họ làm việc rất là đàng hoàng, và họ test và họ khẳng định là những cái người bệnh đó đã bị nhiễm bởi SARS virus. Và cái văn bản đó thì sau cái sự kiện nó xảy ra rồi đó, thì có một cái nghiên cứu rất là lạ lùng là ở Bắc Kinh đó, thì họ bảo là họ có đưa người xuống dưới đó và tìm hiểu, và họ nói là ở đó chỉ có 3 người bị nhiễm, là 3 người chết hết, để chứng minh đúng với sự thật. Điểm thứ hai đó, họ bảo là họ vào đó vào một cái mùa đông tháng 12 năm 2012 để tìm con virus đó. Cái chuyện đó cũng vô lý, là tại tháng 12 năm 2000 mà 12 là cái mùa đông, mà cái việc chiếm ở Đông Nam lúc đó là cái mùa tuyết giá, không ai vô trong động, nhưng mà cái chiếm ra rất thích. Cái điểm thứ ba mà cái nghiên cứu đó nó, họ nói nó không có đúng là như thế này. Họ nói đó, họ vào đó, họ bắt cái là 7 con chuồng chiếm con chuồng hương mà họ rất là quý. Rồi họ bắt 20 con dơi, và họ tìm ra là trong một cái con chuồng chù đó thì có một cái loại virus gọi là hepatitis, là cái loại virus đã từng được biết ấy, là nó gây bệnh viêm não và nó giết chết người ta. Và cái publication đó nó published vào năm 2014. Cái vấn đề đây đó nó rất là tinh lý, là tại vì đó những nghiên cứu của viện nghiên cứu của Vũ Hán đó, họ đã từng tới cái động đó rồi, và họ biết ở đó nó có 7 cái loại dơi khác nhau. Mà trong khi bên đây họ nói tới họ bắt một lần á 20 con dơi mà cùng một loại, mà không có loại nào nằm trong cái số đấy. Cái điều đó là cái điều mà mình thấy là cái nên nó cũng không thật. Cái điểm kế tới nữa đó, họ bảo họ bắt được 7 con trùng hương, thì tôi quay ra những cái nghiên cứu của Trung Quốc đó, thì nó ra cái giống trùng hương nó rất quý. Một cái viện nghiên cứu Trung Quốc đó ở Văn Nam đó, họ tốn 20 năm họ chỉ tìm được 10 con trùng hương cái giống đó thôi, thì làm sao mà mấy ông này đi tới cái nơi đó có bắt được là 7 con trùng hương cùng lúc, cái chuyện nó phi lý đó. Rồi cuối cùng đó là một cái chuyện cái con chuột, thì mấy con chuột cũng các cái chuyện đó họ nghiên cứu những cái chuyện mà ở Văn Nam đó, họ nghiên cứu họ thấy là những con chuột đó là những con chuột nhà, nó ăn thóc ăn lúa chứ không phải là cái chuột hoang đó. Mà trong khi cái động ở Vân Đa ở Morton đó, mà những người bệnh đó là một cái mỏ đồng bỏ hoang, và những cái mỏ đồng bỏ hoang đó thì nó có những con dơi nó vô nó ở đó, và chỉ có phân dơi thôi thì dĩ nhiên không có con chuột đó. Nó tóm lại là những cái bài nghiên cứu mà hoàn toàn phi lý đó, và họ đưa ra, họ tìm ra cái loại virus, mà cái loại virus họ cho cái sequence, nó là cái chu trình riêng của cái virus đó, họ đăng ra cái bài đó đó, thì thực sự ra đó họ không có sample của con virus. Thì khi mà nó đưa ra như vậy đó, cái chuyện nó xảy ra là tại vì cái bài nó nói là có 3 người bệnh nhân nhiễm cái virus đó là chết, thì đối với cái cộng đồng khoa học thế giới đó, như chúng tôi đã thấy là chúng tôi một đèn đỏ để liền tới để tìm hiểu, thì 3 viện nghiên cứu ở Mỹ và bên Anh trong cái nghiên cứu đầu tiên đó, họ đã chết tạo là cái con virus, tại vì con virus nó không có cái bắc kinh không có cho được con virus đó, thì tình trạng không có, thành ra chỉ dựa cái sequence thì cả cái viện khoa học đó họ có thể chế được con virus đó, thì để tìm ra là con virus không thể có nhiễm con người được. Rồi cho tới cái sau khi mà cái vụ mà COVID nó xảy ra đó, thì người ta tìm được cái tài liệu đó và người ta trở lại nghiên cứu đó, thì lúc đó cái viện nghiên cứu thì quân đội của bên Mỹ và cái viện khoa học ở Mỹ và một cái trường đại học khác ở Mỹ nữa đó, thì họ cùng nhau nghiên cứu và họ chế tạo lại cái con virus đó, thì cũng khẳng định là con virus đó không có nhiễm con người ta được. Cái điều đó chứng tỏ rằng là như thế nào, cái bài mà của Bắc Kinh họ đưa ra vào năm 2014 cái là một cái bài không có thật, thì cái mục đích họ đưa ra để mà đưa cái hỏa mù đó chỉ có họ là những cái người mà trả lời được thôi. Như vậy là mình có một cái khái niệm về cái nguồn gốc của cái virus. Việc mà rất là quan trọng là cái con virus năm 2012 đó, ở cái mỏ đồng đó, nó giết 50% cái chứng bệnh nhiễm, tại vì 6 người nhiễm và 3 người chết. Như vậy cái độc tính nó rất là cao. Cái điểm thứ hai đó là cái con virus đó, nếu mà
có một người nào cũng giữ đó mà không có một cái không public cho thế giới biết, thì một trong những cái mà họ cần phải làm đó là họ thể chế cái vaccine. Thì có hai loại vaccine mà quý vị có thể chế từ cộng thêm virus được. Cái thứ nhất gọi là attenuate vaccine, tức là virus giảm độc lực. Cái cách làm rất là dễ, quý vị cứ lấy con virus nuôi trong phòng thí nghiệm rồi pass qua đã nhiều lần. Thì chúng tôi làm những cái ngành này nó dễ lắm. Thành ra đó là cái gọi là attenuate vaccine. Cái nguy hiểm cái attenuate vaccine đó là quý vị làm trong vòng khoảng 7-8 năm đó, thì con virus cái độc lực nó rất là giảm rất ít. Nhưng mà quý vị không có làm từ xong đó thì mà không có lắp lại được đó, thì khi mà quý vị chích cho người bình thường đó, nó có thể gọi là reverse mutation, tức là nó trở lại cái độc lực bình thường. Và cái hiện tượng đó nó rất giống những cái gì mà chúng ta đã quan sát trên cái COVID-19 đó. Đặc biệt nhất là cái vấn đề chủng Delta. Cái điều thứ hai mà mình thấy á, tại sao mà con virus ở cái độc non trên đó nó rất là quan trọng, tại vì á, cái mức độ mà tương tự của nó với là cái SARS-CoV-2 nó lên đến 96%, thì rõ ràng với cái mức độ mà tương tự như vậy đó, thì chứng tỏ là hai cái anh virus này là cũng đào con với nhau, anh có cùng một tổ tiên với nhau. Thì sau đó đó người ta vẫn tiếp tục người ta nghiên cứu đó, thì người ta tìm được hai virus nữa chính nam của độc non trên và có cái mức độ cao nhất rất là giống cái virus SARS-CoV-2 là con virus mà gây ra cái bệnh dịch này. Cái điều đó chứng tỏ là cái tổ tiên của cái con virus mà gây ra cái bệnh dịch COVID-19 này đó, mà giết hơn 10 triệu người trên toàn thế giới đó, nó khởi đầu somewhere từ cái mỏ đồng đó. Tại vì cái câu hỏi là làm sao mà con virus nó nhiễm một người, nó lại xảy ra bệnh dịch như vậy. Thì để mà tìm hiểu cái gốc đó, đó thì người ta vẫn đưa ra những giả thuyết là có thể là virus nó từ con dơi nó phải chuyển qua các thú vật khác trước khi nó vào con người. Ví dụ như năm 2003 đó, khi mà có SARS dịch đầu tiên đó, thì người ta tìm ra là nó nhiễm côn trùng, nhiễm con người. Và cái năm cho tới năm 2012 đó, khi cái dịch mà của Trung Đông đó, thì người ta biết là nó nhiễm qua cái con con lạc đà. Riêng cái này đó, người ta đã thử đến 50.000 cái mẫu ở Trung Quốc đó. Họ cũng rất là serious trong vấn đề là nghiêm chỉnh trong vấn đề học trình là thử đó là cái gì. Thì đã thử, chính phủ đã cho người ta thử hơn 50.000 cái mẫu, thì không có một cái mẫu nào mà tìm được đó, là con virus nhiễm qua thú vật trước khi nó qua con người. Trở lại thì cái vấn đề nó là như thế này nè, là sau khi mà cái sự kiện ở Morgan vào năm 2012 đó, thì cái nhóm học gia ở Viện nghiên cứu về virus Vũ Hán đó, họ tìm hiểu thử đó, là cái con virus mà cái giống mà so đó, nó có thể nhiễm thẳng con người hay không. Họ tìm được hai cái loại virus có thể nhiễm thẳng con người. Như vậy tóm lại đó, cái câu hỏi về trong thế giới ngày nay là làm sao mà con virus nó nhiễm thẳng con người và nó nhiễm qua những người khác gây ra cái dịch đó. Như vậy là mình có một cái khái niệm về cái nguồn gốc của cái virus. Bây giờ qua cái thứ hai đó là câu hỏi đó là làm sao mà con virus nhiễm vào con người ta để gây bệnh. Thì cái con virus mà nó nhiễm vào con người đã nó gây bệnh trong lần này nó rất khác là những cái lần khác đó. Cái cách mà khoa học nó nghiên cứu đó là như giống như tôi đã nói đó, là đã lên đến 180.000 cái nghiên cứu trên toàn thế giới về cái này. Thành ra những cái tin tức về khoa học mà nó rất là rõ, thì tôi muốn tóm lại trong những cái rất là chính xác nhất mà rõ ràng nhất cái nguyên lý tại sao mà con virus nó gây bệnh. Thứ nhất đó, là mình phải có một cái hình ảnh chung mình thế này. Virus này là SARS-CoV-2. Thì con SARS-CoV-2 đó, khi nó nhiễm đó, thì nếu nó nhiễm 100 người thì 80 người là thường thường không có triệu chứng và chỉ có triệu chứng nhẹ thôi. Lý do rất là đơn giản là cơ thể mình có thể giúp tiêu diệt nó được. 20 người thì có triệu chứng nặng hơn. 15 người sẽ vào bệnh viện, 5 người trong đó sẽ vào ICU đó, và 2 người sẽ chết. Đó là cái mà toàn thế giới đó. Thì đó là cái mà mình nhìn chung. Thì tôi bước vào một cái xíu hỏi tại sao đó, mình là người Việt Nam mình á, trong khoảng thời gian đầu mình không bị
Đó, tôi nhớ là cái lý do mà tôi không có nhảy vô mà nghiên cứu về cái pathogenesis của cái virus mà sớm đó là tôi có thấy Việt Nam mình ghi ổn quá. Đó, và cái việc nghiên cứu của tôi là về thẩm mỹ, về da làm cho người ta đẹp. Đó, mặc dù tôi nghiên cứu nhiều thứ lắm. Thành ra cái lúc đó tôi không nghiên cứu, mà lúc mà Việt Nam vào cái khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 chết nhiều quá thì bắt buộc đó, là tôi phải nhập vô tôi nghiên cứu cái cuộc này. Thì rất là may đó, là khi mà tôi nghiên cứu cái này đó thì căn bệnh này đó nó liên hệ rất là chặt chẽ với căn bệnh mà tôi nghiên cứu cách đây 32 năm, và tôi chính là cái người mà khám phá ra cái nguyên lý về y của cái loại thuốc mà bây giờ là cái thuốc hiệu quả nhất mà có thể giúp 100% cái số người chết, tại vì nó kích đúng ngay cái nguyên lý mà bệnh học của cái bệnh này. Thì trở lại cái lý do người Việt Nam tại sao mình không có bị, tại vì đó Việt Nam mình đó, là mình ở cái vùng nhiệt đới, mình lây nhiễm nhiều và mình chết người rất là nhiều. Thì những cái tôi nói đây họ để được có nghiên cứu và để có con số và khẳng định như vậy nhé. Thì Việt Nam mình đó, được chết người BCC rất là tức là cái chút người mà phổi đó rất là nhiều. Tại trong lịch sử Việt Nam mình đó, cái ông Abdul Thanh đó là cái người Việt đầu tiên và gọi là thứ nhiều trên toàn thế giới đó, nằm ngay ở Sài Gòn. Thì ở đây tiến sĩ Tình đó, là hồi trước khi mà kết quả thành phố Hồ Chí Minh đó, năm 1975 là bị phó trong đất. Thành ra cái này dính tới lịch sử như vậy đấy. Thứ nhất là cái bệnh này là cái bệnh mà nó gây ra bởi cái con virus nó vô hoạt động bất thường mà nó kích thích cái hệ thống miễn nhiễm và biến cái hệ thống miễn nhiễm của cái người mà bị nặng đó trở thành cái bệnh tự kháng, có nghĩa là cơ thể họ tạo cái kháng thể chống lại chính họ, và cái đó là cái lý do. Cái lý do mà nó gây ra cái phổi của người ta mà bị lủng đó, mà người ta chết đó, là tại vì cái liên hệ giữa cái neutrophil và cái IgA nó bám vào phổi và nó phá cái phổi, và đó là lý do tại sao thuốc Dapsone là cái thuốc mà nó chấm dứt, nó ngăn chặn cái đó, và do đó là cái lý do nó cứu được 100%. Cái điểm thứ ba đó, vì nó là cái bệnh tự kháng trong cơ thể, thành ra tất cả những cái hiện tượng bệnh tự kháng, tức là hậu Covid mà chúng ta thấy ngày hôm nay, đau nhức mỏi, tất cả đều do cái lý do là cơ thể người bệnh nhân tạo thành kháng thể chống lại chính họ, và cái cách chữa là methotrexate, nó rất là rẻ, rất là dễ để mà trị. Thì cái câu chuyện này đó, nó sẽ publish trong bằng tiếng Việt rất là chi tiết. Thì quý sĩ Trình sẽ giúp chúng tôi đó để mà đưa cái tin tức này tới cái người dân Việt Nam, và tôi nghĩ là cái này nó rất là quan trọng mọi người biết. Thì tôi chỉ xin tóm tắt như vậy thôi nhé. Cảm ơn quý vị. Có lẽ là về một chút là tiến sĩ cũng nói một chút là khi mà tiến sĩ tìm ra cái nguyên lý của cái việc chữa bệnh mà, thì sau đó thì tiến sĩ có đưa ra một cái nguyên lý để mà chữa, để tạo ra các loại thuốc, đặc biệt là các cái loại thuốc mà chăm sóc da. Thì có lẽ là đề nghị đến nhà thầy Vũ trong vòng 2 hoặc 3 phút thôi nói được nguyên lý của cái việc mà tạo ra cái loại thuốc mà bây giờ đã rất là yêu thích ở Việt Nam cũng như ở Hoa Kỳ. Cái công việc nghiên cứu khoa học của tôi đó là bắt đầu từ 1989, và tôi nghiên cứu cũng khá là lâu trong cái ở bên Việt đó. Thì tôi cũng là cái người mà khám phá ra 3 cái nguyên vào chính trong cơ thể bệnh da là desmoplin số 4, prefaxin và alpha-9 acetylcholine receptor. Tôi cũng là cái người mà mô tả căn bệnh tham là paraneoplastic autoimmune motor organ syndrome, và tôi cũng là cái người mà tìm ra cái nguyên lý bệnh học của cái cách mà hoạt động của thuốc cáp thôn để trị các để trị cái bệnh lác quân sinh các bệnh tôi, và tôi cũng là cái người mà tìm ra cái nguyên lý bệnh học của cái methotrexate, và ngày hôm nay người ta dùng rất nhiều trong Covid, cả hai cái đắp xôn với lại cái methotrexate là hai cái thuốc chính để mà chấm dứt cái tử vong của Covid. Bây giờ tại sao mà nó dính đến cái ngành thẩm mỹ là tôi nghiên cứu liên tục đó, cho tới năm 2005 đó thì có một cái ngành mới mà tôi nghiên cứu mà đưa ra, quý vị nghe cái từ dược mỹ phẩm đó, thì cái từ mà dược mỹ phẩm trong tiếng Việt, cái từ mà đặt ra nó là tôi đó, từ 2005, và cái ngành đó sẽ đưa nghiên cứu về cái cách mà làm cho thẩm mỹ cái kẻ da đầy nhiệt nữa. Thì cái problem trong cái ngành mà thẩm mỹ đó là người ta dùng hóa chất nhiều quá, và
những cái phương cách mà chữa trị nó rất là cũ, mà ngay cả cái vấn đề mà điện laser được vậy thì vào cái thời đó chúng tôi nghĩ phải có một cách mới để mà làm. Thì tôi có một cái lợi đó là nhờ tôi đi vào trong cái nghiên cứu về da quá lâu, thành ra tôi biết rất là rõ về cái cơ cấu của cái da và cái và đưa ra những cái quyết đó và những cái cách để mình biết những da nó hoạt động như thế nào. Ví dụ như cái cách mà cái tế bào tương tác, những cách mà những tế bào da nó tương tác với nhau thế nào, tại sao mà người ta dùng những cái loại mà mỹ phẩm hay những cái sản phẩm thị trường mà không bị thất thoát vân đó. Thì khi mà chúng tôi nghiên cứu như vậy đó thì có một cái lợi đó là vào năm 2002 tôi là người học gia đầu tiên thế giới dùng cái phương pháp DNA để mà khám phá tất cả những cái gene mà hiện hữu trên cái tế bào da. Và nhờ như vậy chúng tôi biết cái cách mà những tế bào da nó liên hệ với nhau như thế nào, và cũng nhờ cái đó chúng tôi biết được dùng cách nào để đưa những cái hoạt chất để mà vào trong tế bào da. Rồi cũng vào cái khoảng thời gian khoảng 2005 đó thì chúng tôi mới nghĩ ra cái cách đó, là cái kỹ thuật mà bây giờ quý vị thấy kiểu nano rất là nhiều đấy đó. Thì thực sự cái kỹ thuật chúng tôi làm từ hồi 2005 đó, thì lúc đó chúng tôi chế ra cái kỹ thuật gọi là nano transposon, là cái kỹ thuật để đưa những cái hạt thuốc vào trong da được. Đó thì đại khái là với những cái concept, những cái lý thuyết về khoa học mới về cái này nó liên hệ nhiều thứ lắm. Cái việc tôi biết là năm 1999 đó, thì tụi này cũng là những người đầu tiên của Việt Nam nghiên cứu về cái stem cell, cái kiểu tế bào gốc, và những người dân cái này, cái từ mà do chính tôi đặt ra đó năm 1999. Thành ra tất cả những concept này chúng tôi đưa vô và cái sản phẩm nó gọi là một kỹ thuật, một cái nguyên lý mới về thẩm mỹ, nó gọi là dịch mỹ phẩm. Và cái sản phẩm chúng tôi làm nước Mỹ cũng lâu rồi, cũng từ đó đến giờ cũng khá là thành công. Thì tại anh Trần có hỏi về cái vấn đề mà thẩm mỹ của da thì nó như vậy. Trân trọng tổng hợp lại những ý kiến đóng góp của các chuyên gia và tiếp tục xin ý kiến để đăng tải những thông tin hữu ích này với cộng đồng. Và cũng xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của đại diện của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay đến đưa tin về cái buổi tọa đàm này. Và tôi cũng trân trọng cảm ơn một số đơn vị, ví dụ như là Báo Nhân Dân để đưa các thông tin truyền tải và cùng một số đơn vị của báo chí truyền thông khác. Tất cả các tài liệu gồm văn bản khoa học đã được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thường Vũ cung cấp cho ban tổ chức buổi tọa đàm đại dịch COVID-19 và hậu COVID-19. Các bài khảo luận do các tiến sĩ Vũ của công ty dược mỹ phẩm Dr. Vũ Cosmeceuticals và Chan Lawrence của trường Đại học Y khoa tiểu bang Illinois ở Chicago, Hoa Kỳ đã được công bố trên các tạp chí y sinh hóa quốc tế. Cũng như bài khảo luận của tiến sĩ Vũ do chính tác giả đã dịch ra Việt ngữ, nhan đề Đại dịch COVID-19, nguồn gốc virus gây bệnh và các biến thể, hệ thống phòng thủ miễn dịch, các phản ứng tự kháng đa cơ quan và các phương pháp điều trị, với hơn 300 dẫn chứng là các kết quả nghiên cứu quốc tế về COVID-19 và virus gây bệnh SARS-CoV-2 đã được công bố, có thể tìm thấy trên trang mạng www.datrẻdẹp.com và kênh YouTube Dr. Vũ Cosmeceuticals.
sóng nhấp nhô để xanh đêm cầu Hà, dần dần cánh chim bay bay mong đất trời Hà Lan. Bạn bè khắp năm châu hôm nay tương mừng bên nhau, rộn ràng khúc ca vang lớp 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 nhạc vui. Người người sát vai nhau để quan tình yêu thế giới. Hãy hát khúc samba, hãy múa khúc samba, hãy hát khúc samba, Hà Long đón chào ngày mới. Cất bước khúc samba, lắc lư khúc samba, bên vai các ca van, Hà Long giơ tay đón mời.
Dạ, con nói bằng tiếng Kinh là cái đó cái gì vậy? Con mới nói gì? Xin chào mọi người, tôi tên là Mười Kinh. Tôi là dân tộc người Dao ở Sapa. Rất mong rằng nếu mà dịp gần nhất là mọi người có thể đến Sapa và tham quan. Sapa có rất nhiều quan cảnh để mọi người có thể khám phá và trải nghiệm. Rồi, cảm ơn con nhiều nha.